hôm trước thì nguyên đã hướng dẫn cho các bạn cách để có thể chuyển văn bản thành giọng nói bằng tiếng anh và với cái ngôn ngữ bản địa ở giọng anh anh hoặc là anh mỹ như người thật thì mình cũng có nhận được một vài phản hồi từ các bạn đó chính là các bạn rất là mong muốn có được một cái video hướng dẫn bằng tiếng việt thì đừng lo lắng trong video ngày hôm nay thì nguyên sẽ giúp cho các bạn có thể sử dụng cái công cụ ai này để chuyển văn bản thành giọng nói và bằng tiếng việt và không dừng lại ở đó, nguyên sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để các bạn ứng dụng cái công cụ AI này kết hợp với một vài cái công cụ khác nữa để tạo ra được một video hoàn chỉnh à, mà những cái video này các bạn rất là thường thấy ở trên các kênh như là Facebook, YouTube, fanpage, TikTok và những cái kênh này có thể giúp cho các bạn có thể kiếm tiền từ view YouTube hay các bạn phát triển để bán hàng, xây dựng thương hiệu. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn à, ghé thăm kênh của Nguyên hoặc là các bạn đã từng ghé thăm rồi nhưng mà chưa từng ấn nút like, chưa từng ấn nút subscribe thì hãy để lại cho mình một nút like, một nút subscribe để ủng hộ cho kênh của mình nhé, để giúp cho mình có thể chinh phục được cái nút bạc trong năm 2024 nha. Ok và để các bạn không phải chờ lâu nữa thì Nguyên sẽ cùng bắt đầu hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta có thể tạo ra được những cái video các bạn không cần phải nói, các bạn không cần phải lộ mặt và tạo ra những video mà ai cũng muốn xem. Ví dụ như bây giờ mình sẽ mở cho các bạn thử một video nhé. Con người có lòng biết ơn luôn tìm thấy niềm vui trong những điều nhỏ bé nhất và chính lòng biết ơn đó mở ra cánh cửa dẫn đến hạnh phúc và thành công không ngờ. Và tất cả các đường link mà đăng ký các công cụ ấy thì nguyên sẽ để dưới trong cái phần bình luận. Các bạn có thể truy cập vào phần bình luận để có thể thao tác đăng ký tất cả những công cụ mà nguyên giới thiệu trong video này nha. Rồi đầu tiên thì để có thể làm một video thì chúng ta sẽ cần phải có một kịch bản. Bây giờ nguyên sẽ truy cập vào chat ChatGPT và mình sẽ yêu cầu chat ChatGPT tạo ra một cái câu nói truyền động lực nha. Với cái demo này thì nguyên sẽ làm cho các bạn một cái đoạn ngắn thôi nha và các bạn sẽ biết cái cách làm. Ví dụ mình sẽ yêu cầu là hãy uh, uh, viết cho tôi một câu nói một câu nói truyền cảm hứng về con người có lòng biết ơn. Đấy. Sau cái bước đầu tiên là tạo ra một cái kịch bản rồi thì bước thứ hai thì Nguyên sẽ dùng một cái công cụ để có thể chuyển từ chữ sang thành giọng nói. Ok và cái công cụ mà mình sẽ sử dụng có tên là vb rồi đầu tiên thì Nguyên sẽ truy cập vào cái trang uh, vb mà mình để cái phần mô tả các bạn có thể truy cập vào để các bạn đăng ký và dùng thử miễn phí sau đó thì mình sẽ ấn vào phần là dùng thử miễn phí này và các bạn sẽ tiến hành điền email này và mật khẩu của các bạn nhé sau đó mình sẽ ấn vào phần đăng ký rồi và một cái email đã được gửi đến mail của mình và bây giờ mình sẽ cần mở nó ra để xác nhận cái email này rồi xác nhận Ok, và sau khi mà đã xác nhận thành công rồi ấy, thì các bạn sẽ đồng ý với cái điều kiện của cái công cụ này. Các bạn ấn đồng ý nha. Và trong này ấy, thì nó sẽ có những cái chương trình khuyến mại hay tri ân của công cụ này nó hiển thị ra. Và hiện tại thì mình thấy là cái công cụ này là một trong những cái công cụ mà chuyển thể từ chữ sang giọng nói với cái giá của nó cũng khá là rẻ này. Có tiêu chuẩn một năm thì chỉ có 494.000 thôi. Mà các bạn đăng ký hiện tại thì đang được giảm 50%. Đấy, chỉ còn 944.000. Rồi mình tắt đi nha. Bây giờ Nguyên sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để có thể sử dụng công cụ này Đầu tiên ấy thì các bạn sẽ uh, nhìn thấy ở bên uh, cái phần là uh, bên trên cùng này này Thì là nó sẽ có demo cho các bạn về các cái giọng nói Các bạn có thể ấn vào cái nút uh, play này nhé để nghe nhé Mình bấm thử này Xin chào quý vị và các bạn Quy Nhơn là thành phố biển xinh đẹp của tỉnh Bình Định Đấy tiếp theo Đây này Yêu trai trí gì Thời tuyên đức trong đấy các bạn thấy giọng của chú này nghe rất là quen đúng không mình hãy xem xong các cái câu chuyện mà mình nghe đúng không còn đây là giọng của quảng cáo này Camito TA11 là một sự kết hợp giữa Camito và nhà ảo thuật gia tiền vệ rồi đây tổng đài này bệnh viện đa khoa VB kính chào anh chị đây là cuộc gọi nhắc lịch khám từ bệnh viện anh chị ngoài ra còn rất là giọng nhiều giọng nói nhé các bạn có thể kéo ấn vào cái mũi tên này đó giọng Sài Gòn giọng Hà Nội có thể là giọng người trung niên hay là giọng người trẻ tuổi các bạn có thể nhìn đây để các bạn biết ví dụ như ở đây mình bấm vào đây cô này dự án cầu Vĩnh Tuy 2 khởi công vào tháng 1 năm 2021 đấy các bạn thấy giọng giọng như biên tập viên luôn và ngày xưa ấy khi mà công cụ AI chưa ra đời ấy, thì để có thể thuê ra một cái voi này ấy, thì mình sẽ phải tốn rất là nhiều tiền mấy trăm nghìn trước đây mình đã từng thuê những cái voi để mà mình làm cho các cái nhạc chờ ấy nhưng mà bây giờ có công cụ AI này thì thực sự là nó đã tiết kiệm hơn rất là nhiều và các bạn có thể sở hữu được các cái giọng nói mà nó cực kỳ chuyên nghiệp và nó như người thật luôn. Ngày 26 tháng 9, Hồ Chủ tịch đọc lời kêu gọi. Mà nó rất là thật nhá, nó không phải là như kiểu AI robot như chị Google ngày xưa đâu. Bây giờ các giọng AI, các bạn uh, khi mà các bạn không làm thì các bạn có thể còn không nhận ra được đấy là người thật hay là AI nữa và nó sẽ có tùy theo các cái mục tiêu. Ví dụ như các bạn đọc lịch sử này, các bạn đọc bản tin hay là phát thanh hay là postcard này, quảng cáo này, đó thì có rất nhiều tính năng. Thì ở đây ấy, thì. Uh, mình sẽ mình sẽ lấy một cái giọng ví dụ như là uh, giọng sách nói này đi đúng không? Đấy, thì bây giờ để có thể chuyển đổi từ cái dạng chữ sang ấy thì các bạn sẽ làm như sau. Đầu tiên ấy thì các bạn sẽ ấn vào cái phần chuyển văn bản này. Rồi sau đó ấy, thì các bạn sẽ uh, sẽ sẽ ấn tiếp tục nhá. Đây, đây là nó sẽ là hướng dẫn thôi. Các bạn sẽ chọn cái giọng đọc thì ở đây nó sẽ có cái bộ lọc cho các bạn chọn này nữ nam giọng tiêu chuẩn hay cao cấp ngôn ngữ nào à, và nếu như với những bạn như Nguyên nói đây là các bạn dùng tiếng khác ấy, thì các bạn cũng có thể dùng theo cách này nhưng mà với cái phiên bản miễn phí mà họ cho trải nghiệm ấy, thì tiếng anh các bạn chưa dùng được mà các bạn cần phải nâng cấp lên thì mới dùng được cái phiên bản uh, của nước ngoài còn hiện tại thì đang dùng miễn phí dùng thử thì các bạn sẽ dùng được ngôn ngữ việt nam ví dụ đây mình sẽ chọn ngôn ngữ việt nam này mình đọc uh, chọn cái giọng uh, cao cấp đi uh, cao cấp này thì có một anh này thôi Chào mừng đến với website của chúng. À rồi, mình sẽ để giọng tiêu chuẩn đi. Nó sẽ nhiều rộng để mình chọn hơn. Và uh, mình sẽ thử nghe uh, bạn này xem nào. Chào mừng đến với website. Chào mừng đến với website. Chào mừng đến với web. Đấy, các bạn có thể nghe được rất là nhiều giọng nhé. Chào mừng đến với website của chúng tôi. Đây là trang web cung cấp một giải pháp. Rồi, mình sẽ chọn giọng cô này đi mình thấy giọng cụ này hay sau đó thì các bạn sẽ quay ra chat GPT này à, các bạn uh, copy cái đoạn lời thoại vào đây các bạn copy vào đây nhá đấy mình sẽ copy luôn rồi mình paste vào đây nhá các bạn dán nó vào đây và với những cái công cụ ấy mà uh, trả phí ấy, thì các bạn sẽ được nghe thử trước nhé các bạn ấm bôi đen này sau đó các bạn ấn nghe thử này nhưng ở đây ấy đây là cái tính năng miễn phí nên là nó sẽ không cho mình nghe thử trước nên là các bạn khi làm các bạn uh, sẽ cần làm chính xác nếu như các bạn dùng cái tính năng miễn phí ấy bởi vì mỗi một ngày nếu mà các bạn uh, nghe thử mà ở đây nhé các bạn thấy này mỗi một khi mà các bạn dán ấy thì nó sẽ được tối đa là 500 ký tự và nó sẽ có cho các bạn dùng là ba nghìn ký tự miễn phí nha tiếp theo này ở đây ấy, nó là những cái tốc độ mà uh, điều chỉnh cái chất lượng audio đây là cái điều chỉnh ngắt nghỉ này ví dụ như là khi mà các bạn chọn một uh, dây 2 hai giây thì sau cứ mỗi một cái dấu chấm dấu phẩy ấy, thì nó sẽ tự động nó ngắt nghỉ với cái khoảng cái thời gian dài như vậy đó thì còn đây thì nguyên sẽ để mặc định nha nguyên sẽ để mặc định là 0,5 giây rồi tiếp theo thì uh, các bạn sẽ ấn vào cái phần chuyển văn bản này để chúng ta có thể chuyển cái từ này sang uh, uh, thành thành cái voi nha rồi bây giờ khi mà nó loát đến 100% các bạn thấy ở đây thì các bạn có thể download nó về các bạn chờ một chút nha Đấy, ok, như vậy là bây giờ là nó đã chuyển thành công rồi Bây giờ Nguyên sẽ ấn vào phần tải xuống này Để Nguyên đao cái này về nhá Rồi, ok Bây giờ Nguyên đã mở ra để cho các bạn nghe thử này các Người có lòng biết ơn luôn tìm thấy niềm vui trong những điều nhỏ bé nhất Và chính lòng biết ơn đó mở ra cánh cửa dẫn đến hạnh phúc và thành công không ngờ Sau khi mà các bạn đã tải xong cái voi rồi Thì bước tiếp theo của các bạn cần làm đó chính là tạo ra một cái video Và các bạn có thể sử dụng các công cụ như là cắt cắt À, hay là những cái công cụ edit video khác tuy nhiên hôm nay thì nguyên sẽ giới thiệu cho các bạn một công cụ nó rất là đơn giản và gần như là ai cũng có thể sử dụng được đó chính là công cụ canva và đây là một trong những cái công cụ có thể giúp cho các bạn có thể làm ảnh này chỉnh sửa ảnh thiết kế hoặc là tạo ra các cái video ngắn rất là hữu hiệu và nguyên cũng đã làm rất là nhiều ở trên uh, kênh của mình rồi nhưng hôm nay thì mình sẽ uh, hướng dẫn cho các bạn cách một cái cách mới để các bạn có thể kết hợp cái công cụ canva này với cái công cụ phần mềm ai kia để tạo ra một cái video hấp dẫn hơn và sinh động hơn ok bây giờ nguyên sẽ vào phần tạo thiết kế nhé này bây giờ mình sẽ, sẽ làm cái định dạng là video video ngắn nhé video tiktok này thì bây giờ ấy um, nguyên sẽ làm um, video một cái để cho nó minh họa cho cái lời mà mình vừa mới ghi âm ấy thì cái lời này nó nói sẽ về lòng biết ơn đúng không thì ở đây chúng ta sẽ tìm bằng cách như sau các bạn vào cho mình phần thành phần này Được. các bạn sẽ gõ cho nguyên là cái phần là lòng biết ơn và các bạn chọn cái loại định dạng chính là video đấy thì ở đây nó sẽ tạo nó sẽ hiển thị cho các bạn rất là nhiều các cái mẫu video nói về lòng biết ơn này các bạn cũng có thể bấm vào đây để các bạn chọn bộ lọc này là dọc hay ngang này ví dụ mình chọn dọc này đấy nó sẽ hiển thị cho mình chỉ có video dọc thôi đây mình sẽ chọn cái hình này đi còn ngoài ra nếu các bạn thích cái hình nào khác thì các bạn chọn nhá hay mình chọn cái hình này đi hình cô này đi đấy cô này có vẻ sinh động hơn đấy rồi mình sẽ kéo nó ra nha các bạn nhé kéo nó ra này rồi bây giờ bước tiếp theo thì mình sẽ làm gì mình sẽ thêm cái chữ mình sẽ thêm cái lời thoại vào đây và bây giờ mình sẽ ấn vào phần tải lên này mình sẽ ấn tải tệp lên này và bây giờ ấy, mình sẽ vào cái phần tải về mà cái phần mà mình đã tạo mình đã vừa mới xuất từ vb ra ấy. mình tải cái file ghi âm này lên này rồi bây giờ mình sẽ chèn vào đây thì cái đoạn này của mình ấy nó sẽ dài đến đến cái phần này nhá ờ, thì mình sẽ co cái này lại này sẽ co ngắn cái này lại. Để cho nó vừa khớp với cái này. Đấy. Co thì các bạn cầm vào cái bên này các bạn kéo này nhá, nó sẽ kéo nó sẽ co lại. Bây giờ mình sẽ bấm thử nhá. Con người có lòng biết ơn luôn tìm thấy niềm vui trong những điều nhỏ bé nhất và chính lòng biết ơn đó mở ra cánh cửa dẫn đến hạnh phúc và thành công không ngờ. Rồi. Đó thì rất uh, là xong nhá, nhưng mà mình muốn nó sinh động hơn nữa thì mình sẽ thêm cái chữ nữa vào đây. Bây giờ mình sẽ quay lại chat ChatGPT, mình sẽ copy chính cái lời này đó rồi mình và mình quay lại cái trang này ờ, và mình sẽ copy rồi căn v nó sẽ ra chữ luôn rồi thì mình sẽ để đây sau đó là mình sẽ tùy chỉnh à phong chữ này bully này, đây xong là mình mình sẽ để đây cho nó chạy lại. Có lòng biết ơn luôn tìm thấy niềm vui trong những điều nhỏ bé nhất và chỉ... nhất này. Đấy, xong bây giờ nhá, mình sẽ dán tiếp này và chính lòng biết ơn đó mở ra cánh cửa này. Rồi, bây giờ ấy thì Nguyên sẽ cho các bạn biết là làm thế nào để chúng ta có thể chỉnh cái chữ nó từng nó từng đến từng cái điểm một nhá. Đầu tiên ấy thì Nguyên sẽ vào đây, Nguyên ấn vào cái chuột phải này, sau đó là Nguyên ấn tách trang này. Nguyên sẽ tách nó ra thành hai cái trang. Bây giờ ấy thì mình sẽ làm như sau này đầu tiên đấy thì mình sẽ kích vào uh, cái chữ này đúng không? mình sẽ ấn vào chữ hiệu chỉnh, uh, mình sẽ ấn vào chuột phải này, sau đó mình ấn hiện bộ chỉnh thời gian thì nó sẽ cho mình là đến đây, đây. đến con người này đi, rồi tiếp theo, uh, tiếp theo nhé thì mình sẽ xóa này cái cái phần này đi, mình sẽ để cái, cái chữ này lên đây và và chính lòng biết ơn thì nó cũng sẽ hiệu chỉnh đúng cái thời gian của cái 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 chữ thứ hai nhé mình mẹ mình sẽ bật lại bé nhất và chính lòng biết ơn đó mở ra cánh cửa dẫn đến hạnh phúc và thành công không ngờ đến lại Điều Điều đến đến nhìn cho lòng biết ơn đó mở ra cánh cửa dẫn đến hạnh phúc và thành công không ngờ rồi đấy ví dụ như vậy thì các bạn có thể là chỉnh cao thấp này ví dụ như dưới đi mình cho giữa này đi cái này mình cũng cho vào giữa này đi rồi hiệu ứng các bạn chỉnh hai cái giống nhau nhé. chỉnh hai cái giống nhau, đấy. thì bây giờ nhá, và để cho nó sinh động hơn nữa thì uh, các bạn có thể là uh, thêm cái hiệu ứng vào đây, các bạn kích vào chữ này, sau đó các bạn chọn chuyển động này, và các bạn muốn là nó hiện ra như này, hay là một lướt này nó sẽ mô phỏng cho các bạn nhé. còn nếu các bạn muốn là nó 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 hiện từng chữ từng chữ một thì đây, sẽ để như này, đấy. mình sẽ để đánh đánh chữ đi, đấy, cả hai. Là đến đây tiếp mình cũng sẽ để nó theo cái hình thức là đánh chữ này chọn kích vào cái chữ đấy xong các bạn ấn vào phần chuyển động này sau đó các bạn chọn cái định dạng đánh chữ này rồi bây giờ chúng ta sẽ xem lại thành quả nhé con người có lòng biết ơn luôn tìm thấy niềm vui trong những điều nhỏ bé nhất và chính lòng biết ơn đó mở ra cánh cửa dẫn đến hạnh phúc và thành công không ngờ rồi đó thì như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong một video nếu mà các bạn thích thêm cả âm thanh các bạn thêm nhạc nữa đúng không thì chúng ta sẽ làm thêm một bước nữa đó chính là các bạn sẽ thêm thêm nhạc và các bạn ấn vào phần âm thanh này rồi các bạn uh, chọn cái nhạc truyền cảm hứng đi nhạc không hay là nhạc không lời nhẹ nhàng được còn trong cái video này thì nguyên sẽ không nói về quá nhiều bản quyền để uh, mình sẽ chỉ cho các bạn thôi còn đâu cái bài nhạc thì các bạn sẽ tìm nhé rồi khi mà mình đã tìm ra được một cái bản nhạc mình thấy ok rồi đúng không đây mình sẽ chọn nó này nó chèn vào đây nhá thì bây giờ ấy uh, nguyên sẽ bấm này, mình sẽ bấm nó thử nhá. Nhưng ở đây có một vấn đề đó là cái âm thanh của cái này nó hơi to. Đó, mình sẽ cất kích vào đây. sau đó thì mình sẽ hiệu, mình sẽ chọn chọn vào phần âm lượng này. sau đó mình sẽ cho cái âm lượng này nó bé xíu đi thôi. mình sẽ cho nó nhỏ đi. rồi các bạn nghe thử lại nhé, xem nó có vừa tai chưa. Con người có lòng biết ơn luôn tìm thấy niềm vui trong những điều nhỏ bé nhất. Và chính lòng biết ơn đó mở ra cánh cửa dẫn đến hạnh phúc và thành công không ngờ. Ờ, mình thấy ok đấy. Sau khi mà các bạn làm xong thì chúng ta sẽ ấn vào phần chia sẻ này. Và các bạn ấn vào phần tải xuống này. Các bạn chọn định dạng là video mp4 nhé. Tải thì các bạn chọn tải tất cả các trang này. Rồi chúng ta sẽ ấn vào tải xuống. Ok và bây giờ thì mình sẽ ấn vào nhấp vào đây nhá để mình tải cái video này về này. Ok và bây giờ mình sẽ mở ra để cho các bạn cùng xem thành quả của nó nhá. Con người có lòng biết ơn luôn tìm thấy niềm vui trong những điều nhỏ bé nhất và chính lòng biết ơn đó mở ra cánh cửa dẫn đến hạnh phúc và thành công không ngờ. Ok, như vậy là chỉ sau một vài phút đơn giản và và với ba cái công cụ mà chúng ta kết hợp với nhau bao gồm ChatGPT, Vb và Canva, các bạn đã có thể tạo ra được các cái video truyền cảm hứng cực kỳ là hấp dẫn và có thể giúp cho các bạn có thể kiếm tiền YouTube, kiếm tiền TikTok hoặc là bất kỳ một cái nền tảng nào đó và đạt được cái mục tiêu của các bạn. Nguyên hy vọng rằng video này sẽ hữu ích với các bạn và các bạn có thể áp dụng cái cách này để các bạn có thể làm ngôn ngữ tiếng Anh hoặc bất kỳ một cái ngôn ngữ nào ở trên thế giới và bất kỳ một cái chủ đề nào đó và các bạn à, dùng ChatGPT để nó gợi ý cho các bạn ra những cái chủ đề vô cùng hấp dẫn và đừng quên ấn like cũng như subscribe kênh của Nguyên để giúp Nguyên có thể đạt được nút bạc trong năm nay nhé và tất cả những đường link công cụ thì nguyên đều để trong phần mô tả để các bạn dễ dàng truy cập nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc là các bạn muốn nguyên làm thêm những cái chủ đề nào đó thì hãy đừng ngần ngại comment trong phần bình luận nhé xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo